lỡ thường bảo với bà Dung sang đây, em bán ít giấy phụ đây nhá, để nó rác nhà quá. Chào cô ạ, tôi đến thu mua ve chai ạ. Bà nhà trong nhà giúp tôi nhá. Ai dạy bà cái thói đáng yêu hèn rồi có ăn trộm ăn cắp đấy hả? Chồng ơi, em bảo tí nữa thường bảo với bà Dung sang đây, em bán ít giấy vụn này nhá, để nó rác nhà quá. Còn từng này thôi mà cũng bán gì nữa, cho bà ấy luôn đi, được bao tiền đâu. Thóc đâu mà đãi gà rừng hả? Anh có biết chỗ này cũng được mấy chục nghìn rồi không? À, mày bảo này, tiền anh để ở dưới gối đấy, tí nữa nhớ tất cho cẩn thận vào nhá. Cái này cũng phải nhắc em nữa hả? Mà họ dặn bao giờ mình để tiền nhà cho họ đấy? À, ngày mai mà thôi, anh đi làm đây. Tu, khổ thân chồng em, hôm nào cũng phải đi xa. Mặc em có lạnh không? Không, mở nhà nhá. Chào cậu Tài, cậu đi làm sớm thế à? Dạ cô ơi, ở trên nhà cháu có một ít giấy vụn, tí nữa cô lên vợ cháu để cho cô nhá. Cậu cứ đi đi, lát nữa tôi lên ngay đi ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cậu. Cô Thu ơi, cô Thu ơi, tôi đến mua ve chai đây ạ. Cô Thu ơi, cô Thu ơi. Làm cái gì mà âm nhà âm xóm nha, tôi bị điếc luôn à? Chào cô ạ, tôi đến thu mua ve chai ạ. Mà này, sao người bà chui loét lên thế? Chui vô thùng rác nhiều ám mùi rác rồi đấy. Mà bà mua bao nhiêu tiền một cân cắt tông? Bìa cắt tông thì 7.000, còn giấy viết thì 5.000 cô ạ. Này, bà lại nghĩ là tôi không biết giá sao định bịp tôi đúng không? Từ trước đến giờ tôi thu mua nhá, lúc nào cũng 7.000 đều nhau hết. Bây giờ bà có mua không? Không mua tôi bán cho người khác. Ấy không được đâu cô ơi, bên thu mua họ phân loại như thế, tôi buôn bán cũng có lời lãi được gì đâu. Mỗi một cân giấy tôi lãi được có 1.000 đấy cô ạ. Tôi xin bà đấy, đừng có văn vở nữa. Từ sáng giờ tôi còng lưng tôi phân loại ra cho bà rồi, bây giờ bà muốn thu mua khác nhau đúng không? Tự ngồi giữa tự phân loại lại, tôi không rảnh đâu. Vâng, cô cứ để đấy rồi tôi làm cho. Alo, cái gì mày bị điên à? Bây giờ làm sao mà tao đưa cho mày được? Được rồi, từ từ chờ tao một tí. Này bà kia, bây giờ tôi phải đi ra ngoài mua cho bạn tôi cái thẻ game. Bà ở nhà trong nhà giúp tôi nhá. Vâng ạ, cô cứ đi đi ạ. Đừng có tay máy cái gì đấy. Vâng, cô về rồi đấy ạ. Của cô là hết 3 cân cắt tông và 2 cân giấy vụn cô ạ. Được rồi, được bao nhiêu tiền? Của cô là 29.000 cô ạ. Đây, cô chờ tôi một chút. Đây, 30.000. Được rồi đấy, bà đi về đi. Cô cho tôi xin 1.000 tiền thừa ạ. Ôi dồi ôi, 1.000 tiền thừa. Này bà ơi,
Bây giờ không ai tiêu 1.000 nữa, tôi cướp nó ra 1.000 để trả cho bà. Thôi đi về nhanh lên đi, để tôi dọn cái nhà, mùi bay hết vào trong nhà rồi này. Đi nhanh hộ tôi cái. Thôi đi đi. Dọn nhà đến khổ. Rồi có ăn trộm ăn cắp đấy hả? Bà định nuốt trôi số tiền đấy của tôi nhá, đừng có hòng. Trả lại. Tôi có biết tiền gì đâu hả cô? Ôi trời ơi, lại còn giả ngây giả ngô nữa. Này, tôi nói cho bà biết, từ sáng đến giờ có mỗi mình bà trong căn nhà của tôi rồi nhá, không bà lấy thì ai lấy? Tôi không biết thật mà cô, tôi có chả biết cô để tiền ở đâu nữa cơ. Từ sáng đến giờ tôi chỉ ngồi ngoài cửa, tôi có vào trong nhà đâu cô ơi. À thế à, bà chỉ ngồi ngoài cửa nhưng mà lúc ấy tôi có ở nhà đâu hả? Bây giờ tự dưng cái số tiền đấy không có chân mà chạy rồi đấy. Tôi không biết gì thật mà cô ơi. Cô, tôi mệt vậy. Bây giờ nhá, bà không lôi số tiền đấy ra, tôi gọi công an đến gô cổ bà lên phường nhá. Cô ơi, tôi xin cô, tôi ngần này tuổi rồi, tôi còn lấy cắp tiền của cô làm gì. Tôi sinh ra không có tính ăn trộm ăn cắp đâu cô ạ. Tôi không lấy tiền của cô thật mà cô. Bà sinh ra không có tính ăn trộm ăn cắp, nhưng mà cái thói nghèo hèn của bà ấy thì dạy cho bà cái thói đấy đấy. Cái số tiền đấy không tự dưng mà biến mất, nghe chưa? Nên bà đừng có dùng cái kiểu mà giả nghèo giả khổ để nói chuyện với tôi, nghe rõ chưa? Bây giờ này, người đàn bà này này, sáng đi vào trong nhà của vợ chồng mình thu mua giấy vụn, tiện tay lấy được số tiền đặt cọc của vợ chồng mình rồi đấy. Ra đây mà. Sáng hôm nay anh về nhà, anh không thấy em đâu nên anh đã lấy. Mà do kế hoạch của chủ nhà thay đổi, ngày mai người ta bận nên đã chuyển tiền cọc vào chiều hôm nay. Vợ ơi, vợ, vợ đưa tiền cho chồng đi cọc tiền nhà với. Chủ nhà bận rồi cho nên chuyển thành cọc chiều nay. Vợ ơi, mau xin lỗi cô đi. Sao chồng lấy tiền mà không bảo với em? Thì làm gì có vợ ở nhà này mà bảo. Dạ cô, do vợ cháu không hiểu chuyện, cô cho vợ chồng cháu xin lỗi cô ạ. Cô ơi, cháu xin lỗi cô, tại vì cháu không biết là chồng cháu đi về nhà lúc nào. Thôi đây, có ít tiền cô cầm lấy giúp cháu ạ. Vợ làm cái trò gì vậy? Đây không phải lời xin lỗi. Chồng quát em cái gì? Chồng bảo em xin lỗi là em xin lỗi rồi. Cái số tiền này này bằng cả tháng cô ấy đi thu mua mấy cái giấy vụn này đấy. Vợ xin lỗi, mà xin lỗi kiểu này á? Muốn thế nào nữa? Cô xin lỗi không? Thôi cậu ạ, cô cứ cầm lại tiền đi. Tôi nghèo thì tôi nghèo thật, nhưng mà tôi cũng có danh dự của tôi. Tôi không bao giờ cầm tiền không phải sức lao động của mình đâu cô. Tôi chỉ mong từ nay về sau cô đừng đối xử với người khác như thế nữa. Cô đừng đây nữa. Cô ơi, cháu xin lỗi cô, cháu suy nghĩ nông cạn quá. Cô cho vợ chồng chúng cháu xin lỗi cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.